Bạn đã quay lại với video tiếp theo của anh em Sia ngày hôm nay nha. Đây là nhà Sia đây. Thì Sia sẽ lên trên đó rồi rủ thêm hai ba đứa đi lên rừng đi kiếm hang rúi mọi người. Sia sẽ đợi hai đứa em lên mà xuống đây mọi người. Thì mình đang đứng ở thủy điện thì cũng quay cho mọi người chút xíu nha. Thủy điện này thì mình cũng quay rất là nhiều video cho quý cô chú anh chị và mọi người đây cùng xem rồi. Hai đứa em thì đang đi trước rồi nha mọi người, mình sẽ theo sau. Đó, đang lên tít ở trên đồi trên kia mọi người, ở dưới ở trong này đi lên tít kia đồi bên đó mình nhá, sau rồi mình xuống mình sẽ đi kiếm nha. Mình đi kiếm ở trong rừng này mọi người. Nó con rúi thì nó hay thường nó ăn bụi chít nha mọi người, bụi đót. Thì bữa trước mình cũng thấy ở trên kia cái hang nó bỏ đi rồi mọi người. Hôm nay anh em sẽ theo dấu vết ở bên này. Đây mọi người, cỏ cao hơn rồi. Thì mình đi theo bên đó mọi người, cỏ quá trời luôn. Đấy, đi tới trên này. Ở bên kia thì nó bỏ đi rồi cô chú. Ok nha cô chú anh chị và các bạn nha. Em nó thấy cái hang rúi rồi nha. Đây thì mình lên tít ở trên rừng luôn mọi người. Mình sẽ quay xung quanh chút xíu cho mọi người cùng xem nha. Ở xung quanh đây thì toàn rừng núi nè. Ở này ở đằng sau luôn nhá cả nhà. Anh em sẽ lên từ nhà từ lúc 8 giờ tới đây khoảng 10 giờ kém luôn cả nhà. Cỏ rất là to. Đây, hang tầm nha cả nhà. Xuống lại đấy rồi. Tiếp tục này. Vào hang cũ cả nhà. Đầm tàu này bớt xịt nè. Thịt bớt lâm tàu nó xịt. Quýt nó cả nhà. Cái hang này tổ. Mới tinh. Đây cả nhà. Chết tệ. Thằng cân thì là bay thì đúng hơn. Hai anh em kia nhá. Anh em ăn cơm nha cả nhà. Cơm thì có mì sống này. Anh em ăn cơm mới có sức để đào nha mọi người. Hang này rất là sâu luôn mọi người. Với lại mùa này
đào đất rất là cứng, mùa khô là đất cứng mọi người. Ở dưới thì đất đá nữa. Tiếp tục thay ca đào nha mọi người. Hàng này rất là sâu luôn. Mày ấm cái đó đi à? Tự tiên thì ok con này thì mình hôm nay đi về làm khó đi khó nữa hơn thì lời mê mê quay luôn tôi chưa quay em đi này này. Chúng quăng thì tôi xin mày à. Lời đi. Mấy vậy? Thế không mày làm được. Có được 4 con này. Quay tem đâm này. Thật thú là quá tiếc nè. Bóc bóng hủy tư. Thôi quá tiếc mẹ. Khăn đi con hơn rồi anh khợt rồi. Đi ra răng cái tì. Tôn chị anh đi anh hiếm rồi tì. Sao đi con đấy. Ô khợt ra hình mình tì này. Em có cái nhìn mưng rồi đòi. Em muốn em có chứ. Giờ vẫn ngăn cái kia. Em con thế này. Đã thấy rồi nha mọi người. Còn một con nữa đi. Đào từ bên kia mọi người nha. Xem này. Tới đây là 3 mét rồi đó. Đấy. Cái này 7 tầm 7 8 mét luôn. Đây. Cuối cùng anh em đã gặp rồi. Thấy có một cặp con với lại con mẹ nó nữa. Cố lấy, em trai cố để lấy trong kia mọi người. Vì sâu á. Cái này không sâu mấy, đất cứng này. Với lại dài từ dưới kia tới trên này. Không.
7 mét gì đấy. Đây. Dài chưa? Không xa. Đây. Con mẹ này. Ít lưỡi à? Mấy đi rồi, con này. Này con này. Con. Mấy húm gì vậy? Con của nó này mọi người, con nó to lắm rồi nha. Một cặp. Con rồi. Một cặp đấy. Một cặp đấy mọi người. Tiếp tục lấy đây. Này nó này. To chưa? Tiếc khen. Ba con. Chết rồi nha. Quá tuyệt vời. Thành nhiệm vụ. Hôm nay được cả 3 con. Một tổ một cái hang là 3 con luôn. Quá tuyệt vời luôn cả nhà nha. Anh em sẽ về rồi nhá cả nhà. Đào từ lúc 12 giờ. Giờ là gần là 4 giờ rồi. Gần 4 giờ bây giờ. Anh em sẽ chuẩn bị về thôi. Nhà ở sâu như thế này luôn cả nhà. Sâu như này. Đất thì rất là cứng luôn. Từ trên đó tính tít ở chỗ đó tầm 2 mét đấy cả nhà. Với lại chỗ này nó rất là dài luôn, từ ở dưới kia luôn kìa, đi vòng lại xong tới đây, lên tới đây luôn đó. Khá là dài. Đào từ lúc 12 giờ đến 4 giờ luôn cả nhà. Thì trời đang tối dần rồi. Giờ anh em sẽ về. Tí nữa ba anh em xe sẽ bán tầm bao nhiêu tiền. Ba con đó thì xe sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và tất cả mọi người ở đây cùng xem nha. Mình sẽ về thôi. Bông bù trên cây này rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Nấm này. Nấm này thì không biết nấm gì nhá. Đây không phải là nấm gỗ đâu. Mình về tới đường rồi. Đây xung quanh đây toàn mấy đứa đào về trước mọi người. Mình về tới xe rồi nha.
Cái gì ạ? Lăng này. Hôm nào có đồ ra bán nhá. Rồi ok. Đây cái nhà 1 triệu nhá. Không, tao chia sẻ trên YouTube. Tao lạy mày. Tao lạy mày. Tao lạy mày. Tiền mà cảm thấy nhiều quá đấy chả. Thì chia sẻ. Đấy là có gì về cái ra chưa? Ừ, ok. Đấy thì hồi nãy mình về tới trên này có một người bạn kêu mình xuống đây mọi người. Bán được 1 triệu. Đây 1 triệu nha. 500 này. Đấy. Ok nha mọi người. Thì mình sẽ dừng lại clip tại đây nha mọi người. Mình về đến nhà tầm 6 giờ tối nha mọi người. Cũng như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy video mình hay hữu ích thì mọi người cho mình một lượt like, một lượt đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu và xem cái video này nha. Bye bye nha mọi người. Bye bye.